Trong trận giao hữu diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định vào tối 11 tháng 9, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Palestine. Công Phượng và Tuấn Hải là những người ghi bàn giúp những chiến binh sao vàng giành chiến thắng. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của ông Chusier trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, vào tháng 6, ông đã giúp đội bóng giành chiến thắng cùng với tỷ số 1-0 trước Hong Kong, Trung Quốc và Syria. So với hai trận đấu trước, đội tuyển Việt Nam thể hiện lối chơi sáng nước hơn. Đoàn quân sao vàng có thế trận chủ động của đối thủ Tây Á. Rõ ràng, đội bóng cho thấy sự tiến bộ khi dần thích nghi với chiến thuật của ông Chusier. Theo thống kê, huấn luyện viên người Pháp trở thành chiến lược gia đầu tiên giành chiến thắng trong 3 trận đấu đầu tiên cầm quân ở đội tuyển Việt Nam. Ấn tượng hơn, Rồng Vàng còn không thủng lưới trong 3 trận đấu này. Trong quá khứ, những huấn luyện viên từng thành công cùng bóng đá Việt Nam cũng không làm được điều này. Ông Alfred Rayo thất bại ngay trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam trước câu lạc bộ Guillem của Pháp trên sân hàng đẫy. Huấn luyện viên Henrik Kalisto khởi đầu ở đội tuyển Việt Nam bằng trận hòa 0-0 trước UAE ở ASEAN 2002. Còn huấn luyện viên Park Hang-seo cũng ra mắt bằng trận hòa 0-0 trước Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019. Ông Toshiya Miura từng có 3 chiến thắng đầu tiên khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, nhưng 2 trận trong số đó là những trận đá tập không chính thức. Dù vẫn còn nhiều vết gợn, nhưng dù sao huấn luyện viên Chusier đã thành công khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có bước chuẩn bị tốt trước thềm vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2024. Trận đấu với Palestine là trận giao hữu duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong tháng 9.